Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trở lại với cái video chia sẻ về hamster cho các bạn tham khảo nha. Đó, thì nói chung mình cũng khá là lâu rồi mình không có làm video chia sẻ. Thì hôm nay mình sẽ quay lại và chia sẻ một cái video nhỏ cho các bạn. Rồi, và nội dung hôm nay thì nói chung là vẫn là một cái câu hỏi có khá là nhiều bạn trong thời gian qua hỏi mình. Đó là về mấy con chuột này á, thì những bạn mà mới nuôi á nha, thì mình nên nuôi cái dòng chuột nào thì nó sẽ hợp lý với giá tiền cũng như là nó gọi là hợp lý đối với những bạn mà mới tập nuôi nha. Đó. Thì hiện tại ở nhà mình thì nó đang mưa nha các bạn, cho nên là nếu như mà trong video nó có hơi ồn một tí thì các bạn cũng thông cảm với mình nha. Rồi và trước khi mà vào cái nội dung chính của ngày hôm nay các bạn, thì mình sẽ gọi là nói sơ qua về các dòng hamster mà hiện tại ở Việt Nam chúng ta nuôi nhiều nha các bạn. Và đồng thời á là mình sẽ nói về phân biệt giữa cái dòng Campbell với lại dòng Winter White nha, tại vì hai cái dòng này nó khá là giống nhau, dẫn đến là những bạn mới nuôi á hoặc là những bạn nuôi lâu rồi chẳng hạn thì cũng khó phân biệt giữa hai cái dòng này. Thì mình chia sẻ sơ qua để cho các bạn dễ nhận biết nhất trong cái video này luôn. Rồi, vì trước tiên thì về dòng hamster đi, dòng hamster thì hiện tại Việt Nam chúng ta đang nuôi phổ biến là 4 dòng. Đó, 4 dòng thì bây giờ mình sẽ phân theo từ cái cấp giá rẻ nhất đi ha, rẻ nhất là dòng Campbell nè. Đó, ở đây thì mình chỉ có 3 dòng, may mắn là mình chỉ có 3 dòng Campbell. Và cái thứ hai là Winter White. Đây, hai con này là Winter White. Và cái con giá tiếp theo nữa là Bia. Đây, con Bia bên đây. Bia thì nó phân ra hai loại là Bia lông xác và Bia lông xù nha các bạn. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta nuôi á, mình thấy chủ yếu là các bạn nuôi Bia lông xù là nhiều, còn lông xác thì mình thấy khá là ít bạn nuôi nha. Đó. Rồi, và cái thứ tư, cái con chuột mà gọi là giá cao cấp nhất, giá đắt nhất đó chính là dòng chuột Robo. Đó, và đây là bốn dòng chuột nha. Còn về cái tên đó thì nó sẽ rất là nhiều tên nha các bạn. Ví dụ như cái dòng Winter White này đi thì nó sẽ có tên khác nhau và rất là nhiều. Và cái tên của nó thì sẽ dựa theo vào cái màu của nó nha. Đấy, ví dụ như con này, cái màu nó giống màu trà sữa đó các bạn. Vì thế là nó sẽ có tên là hamster trà sữa. Đó. Và đó là cái tên thôi nha, chứ không phải là dòng. Dòng thì nó sẽ có chia ra là bốn dòng thôi: dòng Winter White, dòng Campbell, dòng Bia và dòng Robo. Robo mình không có ở đây, thì mình một tí nữa mình edit video mình sẽ cái hình của con chuột Robo vào đây cho các bạn dễ hình dung hơn nha. Rồi, và bây giờ về giá đi. Giá thì mình thấy Campbell là rẻ nhất. Campbell thì giá nó hiện tại là khoảng ba mươi mấy, 40.000 một con, 50.000 một con. Đó là bạn đã có một cái con chuột Campbell để nuôi rồi. Và cái thứ hai là dòng tiếp theo là dòng Winter White. Winter White thì giá nó sẽ cao hơn nha. Giá nó cao thì tất nhiên là chuột nó sẽ như thế nào thì giá nó mới được cao như thế này nha các bạn. Thì một tí nữa mình sẽ nói rõ hơn. Winter White thì nó sẽ có giá khoảng là 40.000 trở lên nha các bạn. 40.000, dòng sóc thì khoảng 55.000 và cao nhất thì có khoảng 80 mấy 90.000 vẫn có. Những màu như là màu đốm đồ đẹp đẹp á thì có khoảng 90.000 vẫn có nha. Ở dòng White. Còn tiếp theo là dòng Bia. Bia thì khoảng là 70.000 trở lên nha, 70.000. Nếu như các bạn mua được ở những bạn nào mà nuôi sinh sản á, thì có khoảng giá nó sẽ được rẻ hơn khoảng 60 mấy ngàn một con. Đó. Rồi, và dòng cuối cùng là dòng cao cấp nhất là dòng Robo. Robo thì nó sẽ có dao động từ giá từ 80.000 tới 100 mấy, 200 mấy, những dòng Robo Isa rồi đó các bạn. Thì 200 mấy vẫn có và 300 ngàn, 300 mấy vẫn có luôn nha các bạn. Đó, Robo thì giá nó sẽ rất là cao luôn. Bây giờ mình sẽ tới tiếp theo là phân biệt giữa các dòng đi và sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể phân biệt giữa dòng Winter White và dòng Campbell. Rồi thì chia sẻ với các dòng thì các bạn cũng đã biết rồi, đối với Winter White nè thì cách mà các bạn có thể phân biệt dễ nhất giữa Winter White và Campbell đó các bạn, đó chính là tính tình của nó. Đối với Winter White á thì cái tính tình của nó sẽ rất là hiền. Đây, ví dụ như những con này Winter White rất là hiền, các bạn có thể gọi là vuốt ve thoải mái mà nó sẽ không có cắn bằng nha. Đấy, còn với Campbell đó các bạn, Campbell thì các bạn đã biết rồi, tính tình nó sẽ khá là hung. Như con này của mình á thì nó cũng khá là hung nha các bạn, nhưng mà nó không có gọi là hung dữ lắm, cho nên đó thấy không, nó rất là hung luôn. Đó, cho nên là mình có thể bắt nó từ từ được. Đấy, Campbell thì các bạn lưu ý là các bạn bắt thôi và các bạn phải bắt từ từ nha. Hoặc là các bạn lấy một cái chén gì đó các bạn bắt nó lên rồi các bạn để lên tay bạn chơi nha, chứ bạn không thể nào mà cầm nó chơi được, cầm nó là nó sẽ cắn đối với những con hung dữ nha. Đấy, Campbell thì tính tình nó rất là hung. Đó, các bạn có thể dễ dàng vẫn biết về cái tính tình của nó. Còn ngoài ra thì Campbell đặc biệt đó là nó có một cái màu, nó là màu albino. Đây. Albino là màu này.
Đó, màu trắng tinh hết luôn nha, trắng tinh và mắt màu đỏ, không có đốm gì hết luôn nha, là màu albino. Đó, các bạn gặp con chuột nào màu trắng hết luôn mà mắt màu đỏ là các bạn biết rồi đó, là dòng chắc chắn 100% là dòng Campbell. Ở ngoài ra nữa, theo mình thấy là cái miệng của cái dòng Winter White đó các bạn, cái lỗ mũi của nó thì nó sẽ hơi bầu hơn cái dòng Campbell một tí nha các bạn. Ở các bạn thấy cái mặt của dòng Campbell thì mấy con chuột này thì nó sẽ hiền hơn. Dòng dòng Winter White thì nó sẽ hiền hơn, các bạn sẽ thấy cái mặt nó hiền hơn dòng Campbell nha. Và tiếp theo là dòng bia đi. Bia thì các bạn cũng đã biết rất là dễ phân biệt rồi. Đây. Ở đây thì mình có một con bia lông sáp các bạn. Con này thì nó hơi bị nó đang bị rụng lông ở phần mông nó một tí nha. Bia thì size nó rất là to rồi, nó lớn gấp 2 gấp 3 lần những con chuột khác rồi. Đó, bạn nhìn bia là các bạn biết liền, rất là dễ. Rồi. Và cuối cùng là Robo. Robo thì các bạn cái nó có một cái màu cũng như là cái vóc dáng đặc trưng. À, Robo thì nó rất là nhỏ nhỏ, đấy nó nhỏ con lắm, nó không có bự như mấy con chuột này đâu. Nó nhỏ con hơn, những bạn nào mình nuôi khéo thì nó sẽ mập thì nó có thể bự bằng mấy con này. Đó. Robo thì các bạn có thể là nhìn vô mình một tí, mình để một cái ảnh hình của Robo vô cái video này cho các bạn xem và các bạn phân biệt nha. Rồi và đó là dòng cũng như là tên cũng như là giá cả cơ bản của bốn dòng chuột mà hiện tại ở Việt Nam ta nuôi nhiều nhất nha. Rồi và trở về cái nội dung chính của ngày hôm nay, đó chính là những bạn mới nuôi á thì chúng ta nên nuôi cái dòng chuột nào. Thì theo mình á thì mình khuyên các bạn nên nuôi nuôi dòng Winter White. Đây. Winter White, tại sao mình nuôi dòng Winter White? Winter White thứ nhất là giá nó hợp lý. Nó không có cao quá mà nó không có rẻ quá. Giá nó nói chung là tầm giữa giữa đó các bạn. Đã hợp lý cho những bạn nào mới nuôi và với cái túi tiền rồi là không được cao lắm thì bạn nuôi loại này. Và cái thứ hai là tính tình nó hiền, nó không có cắn các bạn có thể là để lên tay vuốt ve đồ thoải mái mà các bạn không có mất thời gian thần như là dòng Campbell này. Campbell này thì các bạn rất là khó thần nha, không phải là các bạn muốn thần là thần đâu. Có nhiều con các bạn thần hoài thần mãi luôn mà nó vẫn hung dữ bình thường, tại vì cái tính hung dữ của nó là bẩm sinh rồi, cho nên các bạn muốn thần rất là khó. Vì thế nếu như các bạn mua chuột mà muốn là nựng nó vuốt ve nó thoải mái rồi đó, hiền lành rồi, các bạn mua dòng Winter White mà nuôi giùm mình. Giá nó có cao hơn một tí nhưng mà các bạn nhận lại được rất là nhiều cái hữu ích khác đó, cho nên là mình khuyên các bạn nên nuôi dòng Winter White nha. Còn những bạn nào mà thích mạo hiểm rồi đó, thích có là mạo hiểm rồi đó ha, đó thì các bạn nên nuôi dòng Campbell cũng được, cái đó tùy theo sở thích của các bạn thôi. Ở trong video này thì mình sẽ nêu ý kiến riêng của mình để cho các bạn tham khảo thôi nha. Còn ngoài ra tính tình của con Winter White nó hiền đó các bạn, thì trong quá trình các bạn nuôi các bạn gọi là chơi với nó đồ thoải mái á thì các bạn gọi là không có mau chán như là dòng Campbell. Campbell mà các bạn gọi là đụng vào nó một cái là nó cắn rồi chảy máu tùm lum tùm lưa đó, không nói chung là các bạn sẽ khá là mau chán khi mà các bạn nuôi dòng Campbell này. À, nói chung là những dòng Campbell này á, thì các bạn nuôi là làm cảnh là chủ yếu nha. Còn nếu như mà chơi nó đồ á, thì nói chung là mình thấy khá là khó luôn. Đụng với nó là nó cắn đồ rất là đau. Đó, theo mình chia sẻ là vậy nha. Tại vì mình đã nuôi hamster rất khá là lâu rồi. Muốn chia sẻ để những bạn nào mới bắt đầu nuôi đó, các bạn có thể suy nghĩ kỹ trước khi mà nuôi dòng mấy con chuột này nha. Ở con bê dòng bia rồi đó. Thì bia với robot thì nó hiền. Bia robot là hiền, theo mình thấy là rất là hiền. Và cũng có một vài cá thể thì nó cũng hung dữ nhưng mà đa số là hiền nha các bạn. Nhưng mà cái dòng bia á, với lại robo thì giá nó sẽ cao, nó giá từ 70.000 trở lên một con, thì mà theo mình thấy nó cũng không có thích hợp lắm đối với những bạn mới nuôi. Thì nếu như các bạn mới nuôi mà các bạn không biết chăm sóc như thế nào á, thì nhiều khi là mua về một vài ngày nó bị chết. Đó, có rất là nhiều bạn nuôi một hai ngày thôi là nó đã bị chết rồi. Đó, do không biết cách chăm sóc, cho nên là mình thấy là dòng Winter White hợp lý nhất, giá cả hợp lý nhất. Nếu như mà bạn không biết cách nuôi mà nó có bị chết á, thì nó là đỡ cái chi phí hơn cho các bạn nha. Còn về bia đồ đó, riêng bia nha các bạn, riêng bia thì nếu như mà các bạn mới nuôi mà nuôi cái dòng bia này á, thì các bạn phải đầu tư rất là nhiều tiền đó. Ví dụ như lồng đồ chơi đồ thì nó phải là bự hơn mấy con chuột này hết đó. Lồng đồ có thể là giá gấp 2 gấp 3 lần, đồ chơi cũng vậy đấy. Thức ăn thì các bạn nuôi thì cho nó ăn cũng nhiều hơn nữa, vì thế là cái giá cả khi mà các bạn nuôi một con bia hoặc là một cặp bia nó sẽ cao hơn nuôi một con hoặc là một cặp chuột nhỏ như thế này đó. Các bạn có thể suy nghĩ lại nha đấy. Tại vì bia thì nó sẽ cần một cái khoảng không gian lớn để mà nó hoạt động cũng như là cho nó chơi đồ chẳng hạn, còn chạy đồ các thứ kiểu. Rồi và cái tiếp theo nữa là một điều lưu ý nữa là về cái chi phí nuôi. Chi phí nuôi thì Winter White nó vẫn là một cái chi phí khá là hợp lý. Một tháng thì các bạn bỏ ra cùng lắm là vài chục ngàn cho đến 100 ngàn cho một cặp chuột Winter White nha các bạn. Đó, một tháng. À, bỏ ra chi phí đó thì nói chung là rất cũng khá là rẻ, hợp lý cho những bạn mới nuôi và với chi cái túi tiền chi phí trung bình nha. Còn bia thì các bạn sẽ chi phí của nó sẽ cao hơn một tí nha,
Đấy, chi phí mà nuôi hàng tháng là nó sẽ cao hơn, còn Winter Wild thì nó sẽ rẻ hơn. Winter Wild với lại Campbell với lại Robo thì chi phí nên mình thấy là nó bằng nhau nha. Ngoài ra thì còn tùy theo các bạn mua thức ăn hoặc là lót chuồng cho nó dạng xịn hay là dạng thường nữa. Đó, cái đó tùy theo chi phí của mỗi bạn nữa. Rồi, và nói tóm lại thì những bạn mới nuôi chuột hamster thì mình khuyên bạn nuôi dòng Winter Wild nha. Kiếm Winter Wild mà nuôi cho mình. Đó, giá nó có hơi cao hơn Campbell một tí nhưng mà các bạn nuôi các bạn sẽ thấy dễ chịu hơn và thấy gọi là không có bị mau chán nha các bạn. Và đó là cũng là cái gọi là cái ý kiến riêng của mình thôi, các bạn mình muốn chia sẻ là cho các bạn thôi. Ngoài ra nếu như mà các bạn có túi tiền cao nữa thì các bạn có thể đầu tư nuôi bia luôn hoặc là robo luôn chẳng hạn. Đó, cái đó thì tùy theo cái túi tiền cũng như là khả năng của mỗi bạn nữa. Và trong video này thì mình chỉ chia sẻ đó cho các bạn tham khảo đối với những bạn nào mới nuôi mà cái túi tiền không được cao lắm thôi nha. Đó, nếu bạn muốn túi tiền cao thì các bạn muốn nuôi là gì nuôi đó, cái đó là quyền của các bạn, mình không có cản được. Đó rồi, và video của mình thì hôm nay chỉ muốn chia sẻ nhỏ nhỏ như thế cho các bạn tham khảo thôi nha. Và nếu như mà các bạn thấy video này hợp lý hay hữu ích cho các bạn thì các bạn có thể để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.